Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Thanh. Thì trong thời gian vừa qua, Thanh nhận khá là nhiều comment là các bạn hỏi Thanh là làm cách nào để có thể sang Úc du học được như Thanh, hoặc là một số bạn cũng hỏi là có bao nhiêu cách có thể định cư được tại Úc. Thì trong video ngày hôm nay, Thanh sẽ tổng hợp ngắn gọn 5 phương pháp, 5 cách là mình có thể sang Úc để định cư được. Thì video này chắc chắn sẽ rất là bổ ích, vì vậy các bạn hãy tiếp tục theo dõi video nha. Là diện đầu tư và kinh doanh. Thì Thanh đoán là khi mà các bạn nghe đến cái từ đầu tư và kinh doanh thì các bạn cũng có thể hình dung được trong đầu cái diện này sẽ dành cho những người là đang kinh doanh, những doanh nhân, và chắc chắn là họ phải có tiền muốn sang Úc để mà mở rộng cái cơ sở kinh doanh của mình, tìm kiếm những cái cơ hội để mà mình đầu tư và xin lãi xin lời. Đó, thì nếu mà tổng tài sản của các bạn nó tầm khoảng là 900.000 đô, đổi ra tiền Việt Nam là 16 đến 7 tỷ, thì các bạn có thể suy nghĩ về cái diện này. Và các loại visa liên quan đến cái diện này sẽ là visa 188, 888 và 132. Và thứ hai đó chính là định cư theo dạng hôn nhân. Thì Thanh nghĩ diện này khá là đơn giản, chắc là mọi người cũng biết. Chỉ cần chúng ta kết hôn với một người mang quốc tịch Úc thì chúng ta cũng có cơ hội để mà sang Úc để định cư. Thì các loại visa liên quan đến cái diện định cư hôn nhân đó chính là visa 300, visa 309, 100 hoặc là visa 820, 801. Và thứ ba đó là định cư theo diện bảo lãnh thân nhân. Nếu như mà bạn có quốc tịch Úc rồi và đáp ứng được tất cả những cái điều kiện kèm theo á, thì các bạn có thể bảo lãnh người thân của mình sang Úc để định cư, ví dụ như bảo lãnh cha mẹ, con cái hoặc thậm chí là cả con nuôi nữa, các bạn cũng có thể bảo lãnh luôn. Đối với diện bảo lãnh cha mẹ á, thì sẽ có hai loại là bảo lãnh không đóng phí và bảo lãnh đóng phí. Thì chắc chắn rồi các bạn, nếu mà chúng ta chịu trả tiền á, chúng ta đóng phí thì những cái thủ tục nó sẽ nhanh hơn và sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều. Còn nếu mà chúng ta không đóng phí thì cái thủ tục nó sẽ kéo dài và hơi bị khó khăn, thì có những cái trường hợp nó sẽ kéo dài lên đến là 30 năm luôn. Và các loại visa liên quan đến diện này sẽ là visa 103, 143, 173, 870, 884, 864, 804, 101, 102, 445, 114, 115 và 116. Và thứ tư chúng ta có thể định cư theo diện là đi du học và tay nghề. Thì cái con đường này thì Thanh hay gọi là con đường vòng, bởi vì là chúng ta phải đi học trước, sau đó mới apply và xin định cư ở lại. Thì nếu mà các bạn có định hướng là các bạn sẽ sang Úc để định cư ngay từ đầu, thì các bạn nên phải chọn cái ngành nó nằm trong list mà bang hoặc là chính phủ đang cần. Rồi các bạn nên chọn đúng bang để mà mình đi du học. Thì như vậy cái cơ hội mà các bạn có thể ở lại Úc để mà định cư nó rất là cao. Thanh nhắc lại nha, cái việc mà chọn ngành và chọn bang để mà mình đi du học á, là nó cực kỳ quan trọng luôn. Cái đó nó quyết định cho cái việc là các bạn có được ở lại Úc để mà sinh sống, để mà định cư hay không. Vì vậy các bạn nhớ là hãy cân nhắc thật là kỹ, hãy hỏi những cái agent hoặc là những người thân quen biết của mình để mà có thêm thật là nhiều thông tin cho cái vấn đề này. Thì sau khi mà các bạn tốt nghiệp, các bạn sở hữu một cái tấm bằng mà cái ngành đó nằm trong ngành mà bang cần, chính phủ cần á, và các bạn đủ cái điểm point test rồi trình độ Anh văn ok, thì các bạn sẽ có thể nộp đơn để mà xin định cư ở lại. Và lúc đó sẽ phụ thuộc vào cái số điểm point test của các bạn để mà cạnh tranh đối với những người khác. Thì có một số bạn hỏi Thanh là nếu mà các bạn đang sống ở Việt Nam, đã học ở Việt Nam và cái ngành các bạn học ở Việt Nam á cũng nằm trong list mà chính phủ cần, thì các bạn có thể apply được hay không? Thì câu trả lời là có, các bạn vẫn có thể apply được. Tuy nhiên là các bạn sẽ phải cạnh tranh với những bạn đã sang Úc học và sinh viên từ nhiều nước trên thế giới đó. Thì các bạn cũng biết, khi mà các bạn sang Úc để học thì cái điểm các bạn sẽ được cộng nhiều hơn. Vì vậy là các bạn mà học ở Việt Nam á, sẽ bị cạnh tranh rất là cao đối với những bạn đã sang đây học. Thì cái trường hợp mà đó thì Thanh nghĩ nó sẽ thành công thấp hơn là những bạn mà sang Úc để du học. Và các loại visa liên quan đến du học định cư đó chính là visa 500, 590, 485, 476, 189, 887, 190, 491, 191, 482, 486 và 494. Thì trong các loại visa Thanh vừa kể, nó sẽ có hai loại visa liên quan đến cái việc mà công ty sponsor cho các bạn ở lại, thì nó cũng sẽ nằm trong cái diện này luôn. Các bạn tốt nghiệp ra và các bạn đi làm, các bạn làm đúng ngành trong một công ty và công ty đó chịu sponsor cho các bạn ở lại, tức là bảo lãnh cho các bạn ở lại đây á, thì các bạn cũng có thể nộp hồ sơ để mà định cư theo diện là công ty bảo lãnh. Và cuối cùng đó chính là định cư theo diện tị nạn. Thì cái diện này sẽ dành cho những người mà đang bị khủng bố, đang bị đe dọa, bức hại đến tính mạng vì những lý do ví dụ như là tôn giáo hoặc là những cái lý do chính trị đó. Thì những cái trường hợp này cũng có thể nộp hồ sơ sang Úc để mà định cư. Tuy nhiên thì các bạn cũng phải là chứng minh
được những cái điều mà mình vừa nói một cách rất là thuyết phục. Các loại visa liên quan đến diện này sẽ là visa 200, 201, 203 và 204. Thì Thanh vừa liệt kê cho các bạn là 5 cái diện định cư cơ bản nhất tại Úc. Thì mỗi diện nó sẽ có những cái điều kiện chi tiết kèm theo. Tuy nhiên là trong cái video này Thanh chỉ muốn kể những cái diện cơ bản như vậy thôi, để các bạn có thể hình dung ở cái bước đầu. Còn nếu bạn nào quan tâm đến từng diện một và muốn Thanh giải thích một cách rõ ràng hơn, chi tiết hơn những cái điều kiện của từng cái diện đó, thì hãy cho Thanh những cái comment ở phía bên dưới để Thanh có thể biết được các bạn đang rất là hứng thú với cái đề tài này, cái chủ đề này. Thì Thanh sẽ làm thêm nhiều cái video sau nữa liên quan đến cái chủ đề này. Thanh hy vọng là cái video của Thanh sẽ giúp ích được cho tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem video. Hãy nhớ like và subscribe cho kênh YouTube của Thanh nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.